Đỗ Dũng xin chào khán giả Người Việt TV. Bắt đầu phần tin hôm nay là tin liên quan đến giáo xứ Thái Hà tại Việt Nam. Hàng trăm tu sĩ và giáo dân giáo xứ Thái Hà và giáo dân các giáo xứ khác đã biểu tình tuần hành trên đường phố Hà Nội ngày thứ Sáu 18 tháng 11 để đòi lại tu viện dòng chúa Cứu Thế hiện đang bị chiếm và đập phá. Đoàn biểu tình cầm theo những biểu ngữ như mượn thì phải trả, phản đối việc đài truyền hình Hà Nội vu khống, nói sai sự thật về Thái Hà, đừng xâm phạm đất đai và tài sản tôn giáo, vân vân. Theo trang web của dòng chúa Cứu Thế, rất nhiều công an và hàng rào sắt được đưa tới đối diện với đoàn biểu tình của giáo xứ Thái Hà, nhưng không thấy tin cho hay có sự bắt giữ nào. Đoàn biểu tình tới trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố, một số chức sắc và linh mục vào họp với đại diện chính quyền, trong khi đoàn biểu tình tiếp tục đi tuần hành trên đường phố vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm. Sau đó, đoàn biểu tình kéo về nhà thờ lớn Hà Nội, nơi có tòa tổng giám mục. Cũng theo trang web nêu trên, đoàn biểu tình rất trật tự và ôn hòa. Trên đường đi, họ chỉ đọc kinh và hát bài Kinh Hòa Bình. Cuối tháng 10, giáo xứ Thái Hà nộp đơn kiện đòi lại tu viện cho dòng chúa Cứu Thế và Hồ Ba Giang cho giáo xứ Thái Hà. Thay vì trả lại, chính quyền địa phương tiếp tục có kế hoạch xây dựng trạm xử lý nước thải. Tu viện này trước đây do chính quyền mượn, nay dòng chúa Cứu Thế muốn đòi lại. Theo bản tin, buổi tối ngày 16 sang sáng sớm ngày 17 tháng 11, chính quyền đưa một lực lượng đông đảo công an, cảnh sát cơ động bảo vệ cho một nhóm người đặt các bồn xử lý nước thải cho bệnh viện Đống Đa. Tổng thống Barack Obama cho hay sẽ gửi Ngoại trưởng Hillary Clinton đến Miến Điện vào đầu tháng 12 để đẩy mạnh tiến trình cải cách. Đây là hành động quan trọng nhất trong nỗ lực cải thiện mối quan hệ giữa Mỹ và Miến Điện, một quốc gia bị chế độ quân nhân độc tài cai trị từ mấy thập niên qua. Tổng thống Obama nói rằng có tia sáng tiến bộ kể từ khi thành phần lãnh đạo nhân sự lên cầm quyền hồi tháng 3. Obama loan báo chuyến đi của bà Clinton lúc đang tham dự một cuộc họp thượng đỉnh Đông Á ở Indonesia. Bà Clinton sẽ là ngoại trưởng đầu tiên của Mỹ tới Miến Điện từ hơn 50 năm nay. Trước đó, trong lúc bay đến Indonesia, Tổng thống Obama có cuộc điện đàm với bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ phía đối lập Miến Điện và là nhà tranh đấu dân quyền từng đoạt giải Nobel Hòa Bình. Bà Aung San Suu Kyi từng bị chế độ quân sự trước đây quản thúc 15 năm, nhưng nay đang có cuộc thảo luận với chính quyền dân sự. Qua việc gửi giới chức ngoại giao cao cấp nhất đến Miến Điện, ông Obama cho thấy có sự mạo hiểm chính trị ở một nơi mà tình trạng áp chế vẫn tràn lan. Ông cảnh cáo rằng nếu Miến Điện không thật sự mở xã hội của mình, thành phần lãnh đạo quốc gia này sẽ tiếp tục gặp phải sự cô lập và trừng phạt của cả thế giới. Tuy nhiên, ông cũng cho hay tình hình hiện nay là một cơ hội hiếm có để giúp hàng triệu người, và điều này quá quan trọng để có thể bỏ qua. Mức sinh sản của Hoa Kỳ giảm 3% trong năm ngoái. Đây là sự sút giảm liên tiếp trong 3 năm và được coi là do tình trạng kinh tế khó khăn, khiến phụ nữ không muốn có thêm con trong lúc này. Trong năm 2010, Mỹ có 4 triệu trẻ sơ sinh chào đời, trung bình 66 trẻ với 1.000 phụ nữ tuổi từ 15 đến 44. Theo Trung tâm Phòng chống dịch bệnh, đây là tỷ lệ sinh thấp nhất kể từ năm 1987. Ông Bradley Hamilton thuộc Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia nói, nghiên cứu cho thấy có mối liên hệ giữa kinh tế và sinh đẻ. Năm 2007, Mỹ có số sinh đẻ cao nhất với 4.3 triệu người trước khi xảy ra vụ khủng hoảng tài chính. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, một gia đình dân Mỹ trung bình chi phí 14.938 đô la cho đứa con trong năm đầu. Đáng chú ý là mức sinh sản của phụ nữ gốc Hispanic cũng giảm đáng kể. Trung bình mỗi người có 3 con năm 2007 và tới năm 2010 chỉ còn 2.4 con. Trung bình mỗi phụ nữ Hoa Kỳ có 1.93 con trong khi cần phải có 2.1 thì mới đủ để thay thế những người già bị chết đi. Tuy vậy, sinh sản ở Mỹ vẫn còn cao so với Nhật và Ý. Tại hai quốc gia này, mỗi phụ nữ chỉ sinh 1.3 đứa con. Cơ quan kiểm tra an toàn dược phẩm Liên bang Hoa Kỳ gọi tắt là FDA hôm thứ Sáu loan báo rút lại giấy phép cho sử dụng thuốc Avastin vào việc trị liệu ung thư vú vì không có bằng chứng là loại thuốc này giúp bệnh nhân sống được lâu hơn hoặc ít ra cũng có hiệu lực nhất thời nào đó. Ngoài ra, loại thuốc này có thể gây thêm những biến chứng nguy hại. Từ lâu, người ta chờ đợi FDA có quyết định như vậy. Tuy nhiên, kết luận này sẽ làm thất vọng nhiều phụ nữ trong tình trạng bệnh nặng và tin là họ không còn cách trị liệu nào khác. Nữ bác sĩ Margaret Hamber, người đứng đầu cơ quan FDA nói rằng rất khó khăn để đi đến quyết định này. Tuy nhiên, nguyên tắc của FDA là người bệnh cần phải được tin tưởng rằng những thuốc bán cho họ dùng là có hiệu lực. Avastin là thuốc chữa bệnh ung thư bán chạy nhất thế giới. Sau quyết định của FDA, Avastin vẫn được phép bán vì nó cũng được dùng vào việc trị liệu ung thư ruột già và một số ung bướu khác. Tuy vậy, biện pháp mà FDA công bố sẽ ảnh hưởng đến sự chấp thuận chi trả của các cơ quan và hãng bảo hiểm y tế.
Một số hãng bảo hiểm trước đây đã hai lần khước từ trả tiền mua Avastin cho những bệnh nhân ung thư vú. Riêng Medicare vẫn tiếp tục trả tiền thuốc, nhưng trong một thông cáo đưa ra hôm thứ Sáu, cơ quan y tế này nói rằng sẽ theo dõi và xét lại tiếp theo quyết định mới của FDA. Cho đến giờ phút này, chưa có sự thay đổi nào ngay tức khắc. Bản tin cuối cùng ngày hôm nay là tin liên quan đến vụ Vinasin. Thông tấn xã Việt Nam hôm 18 tháng 11 cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố bị can Phạm Thanh Bình, 58 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam gọi là Vinasin. Ngoài ra, 8 đồng phạm của ông Bình cũng bị truy tố tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ án này gây phản ứng sôi nổi trong dư luận về một trong những tập đoàn công nghệ quan trọng nhất, lớn nhất của Việt Nam được ưu ái đầu tư những số tiền rất lớn. Ông Phạm Thanh Bình bị bắt giam từ ngày 4 tháng 8 sau khi tin tức được tiết lộ cho thấy tập đoàn được mệnh danh là quả đấm thép, nợ ngập đầu, không có khả năng trả nợ, có nhiều dấu hiệu sai trái. Dù gần sập tiệm, tin tức do công ty này đưa ra vẫn còn nói công ty kinh doanh có lãi trước khi ông Bình bị bắt mấy tháng. Bản tin thông tấn xã Việt Nam nói rằng, theo cáo trạng, bị can Phạm Thanh Bình cùng các đồng phạm đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý làm trái trong quá trình thực hiện đầu tư phát triển ngành công nghiệp đóng sửa chữa tàu biển bằng nguồn trái phiếu quốc tế do chính phủ phát hành, gây thiệt hại trên 910 tỷ đồng. Cuối tuần qua, một trong số những chủ nợ của Vinasin đã kiện ở tòa án London, đòi số tiền mà Vinasin không trả. Vinasin đã không trả kỳ đầu tiên là 60 triệu đáo hạn hồi tháng 12 năm 2010 của số tiền 600 triệu vay của một tập hợp hơn 20 ngân hàng và quỹ đầu tư tài chính quốc tế. Đó là không kể số tiền 750 triệu chính quyền Trung ương Hà Nội phải trả nợ dùm cho Vinasin khi bán trái phiếu quốc tế rồi trao hết cho tập đoàn này kinh doanh. Tổng số nợ của Vinasin ước lượng lên đến hàng tỷ đô la. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình tin tức của Người Việt TV ngày hôm nay. Xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Em vô cái trang mdepages.com hay là thương mại đó đây.com để tìm dễ hơn. Ồ, cảm ơn anh. mdepages.com và thương mại đó đây.com, hệ thống dữ liệu thương mại gốc Việt lớn nhất Hoa Kỳ. Cần tìm bác sĩ, nhà thuốc Tây Việt Nam, đi chơi xa cần tìm nhà hàng Việt Nam. Cần mua bảo hiểm xe, bảo hiểm sức khỏe nhân thọ. Cần đi chợ Việt Nam, hãy vào mdepages.com hoặc thương mại đó đây.com. Hơn 80.000 doanh nghiệp Việt, hơn 200 ngành dịch vụ trải rộng trên 800 thành phố Hoa Kỳ. Chương trình được đặt sẵn trên điện thoại iPhone, Android, iPad, rất thuận tiện để sử dụng. Mọi liên lạc quảng cáo xin gọi 714-892-9414.